Xưa nay khi thả tôm, cần diệt khuẩn ao nuôi bằng hóa chất. Trong quá trình nuôi, khi mật độ tảo và vi khuẩn phát triển, bà con thường cắt tảo, diệt khuẩn bằng hóa chất và có thói quen sử dụng kháng sinh để cho tôm ăn và tạt trực tiếp xuống ao định kỳ. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh lâu dài sẽ kéo theo nhiều hệ quả như kháng kháng sinh, gây chậm lớn, ảnh hưởng đến hệ đệm môi trường, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình xuất khẩu và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của người nuôi tôm. Từ thực tế đó, Công ty Khoa học Việt Đức cùng các nhà khoa học đầu ngành của ngành thủy sản tiếp tục nghiên cứu ra những sản phẩm thế hệ mới để kịp thời ứng phó với các bệnh lý mới do vi khuẩn gây ra, như sản phẩm Gastro này, cắt ngay phân trắng lỏng ruột trên tôm, bảo vệ hệ tiêu hóa, giúp tôm ăn khỏe mà không lo chậm lớn. Với mục tiêu đồng hành cùng người nông dân nuôi thành công con tôm sạch có giá trị kinh tế cao, Công ty Khoa học Việt Đức luôn nghiên cứu cập nhật cải tiến để phù hợp với điều kiện mới. Để chọn lựa những dòng sản phẩm của công ty, bà con vui lòng liên hệ tổng đài 1900 989852 hoặc tham khảo trên website thuocthuysanvietduc.vn.